Ốc thì si lại, mình được cái là mình đang yêu khoa học mà kêu cô em hỏi mày rảnh có làm gì không, mày pha cho hồng ly màu vàng ngại vô quét mấy lỗ ốc đồ làm giống như là hàng limited các bạn. Xe dọn có 10 triệu mà nổi gao vô ốc từ trên dưới là ráp vô, xong là chèn ni lông rồi giống như mấy anh em mà hay chửi á, cha này dọn xe không bao giờ mà lấy ni lông mà vô quấn rồi cho nó ốc ác đồ, tùy theo xe Rồi các ok, bạn. hello 500 anh em, chào mừng anh em đã đến với một lốc nữa của mình. Và mình là Mr. Ken 679 các bạn. Thì hôm nay với số tiền loanh quanh nó khoảng tầm 13, 14 triệu thì các bạn sẽ làm được những gì cho một cái con xe click mà xuồng cái là cái con xe này hồi bữa đem vô là mình không có quay video trước khi mà đem vô cho các bạn coi. Thì cái này là anh chủ xe ảnh đem tới, lúc đó là ảnh chở bán tải chứ các bạn, là hiện tại là cục máy là phần nồi là ảnh làm lại hết rồi, bên mình là chỉ có làm lại gì dặm sườn trong rồi sơn phun dàn chân, sơn phun mấy cái lóc cốc đen ken giống như là đèn là mình cũng mua mới nè, rồi bao tay tay thắng, nói chung là trong kinh phí khoảng tầm 12 13 triệu quay đầu, anh muốn làm cái giống gì với con xe em cũng được. Thì cái con xe này thực tế mà nói là máy móc là không có đụng vô, mình chỉ có vệ sinh rửa ráy sườn đồ các thứ là một. Cái thứ hai là về cái dàn áo á, dàn áo là do là cái con xe nó đi quá lâu rồi, nếu mà đúng mà cái lịch sử cái con xe này hình như nó ra đời năm 2010 hết ta, hình như nó ra đời năm 2007 2008 á, là nó chung đời với là hàng AB luôn, bình xăng cơ nó ra đời chung với AB luôn, nên là cái con xe này nó cũng khá là cổ xưa mấy bạn. Thì cái vấn đề đầu tiên là mình làm cho nó là cái gì, mình mua full dàn áo bóng nhám new về ụp vô. Bây giờ mà các bạn mà để mà một cái dàn áo zin mà các bạn lột cái keo mà gặp cái xe của ảnh là cái dàn áo á là nó bị gãy bát là một nè, nó bị bể mũ là hai, gặp thêm cái là cái nhựa nhám á là nó mục luôn rồi, có nghĩa là nó bị bữa bữa mấy bạn có thể thấy được mấy những cái dàn áo mà cái giờ nhựa nhựa nhám như BS nè, Amoc nè, để lâu quá cái chất nhựa nhám của nó mòn, nó bị mục quá là nó bị nứt rồi, mấy bạn cạo cạo ra nó sẽ ra cái sớ ba cái bột 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 á, cái đó là khỏi đi, cái đó là chẳng thể các bạn mua nguyên dàn nhám mới thải vô, thứ nhất là nó đẹp, thứ hai á, là cái giá nó rẻ hơn nữa. Bây giờ mà tiền công thợ mà để làm lại hết cái dàn áo bóng và áo nhám á, tính ra mà nó còn chua chát hơn nữa. Dàn áo bóng nhám là mình mua new là một, dàn chân á thì mình không thể mua new được rồi, dàn chân thì mình chỉ có phục hồi về cái phục trước, phục hồi lại phục sau, ốc thì mình xi lại. Ốc thì xi lại, mình được cái là mình đang yêu khoa học mà kêu cô em hỏi mày rảnh có làm gì không, mày pha cho hồng ly màu vàng ngại vô quét mấy lỗ ốc đồ làm giống như là hàng limited các bạn. Xe dọn có 10 triệu mà nổi gao vô ốc từ trên dưới là ráp vô, xong là chèn ni lông rồi giống như mấy anh em mà hay chửi á, cha này dọn xe không bao giờ mà lấy ni lông mà vô quấn rồi cho nó ốc ác đồ, tùy theo xe các bạn, mấy xe mà cái đầu nó mốp hết rồi mà quấn cái gì nữa ơi quấn. Như xe này ốc ác nó còn đẹp, cái con nào mà nó tả thì mình mua ốc mới mình thả vô, còn con nào mà nó chưa tả mình quăng đem đi xi hết, xi xong lúc mà ráp vô á thì tùy theo cái con ốc, thì con ốc nào còn đẹp á thì ni lông mình quất vô mình siết ép vô một cái rồi vô siết xong con nào ra mình lấy sơn vàng mình quét con đó y chang như nhà máy ra, đúng không? Không nhìn nè, hàng là limited edition luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình dàn chân là mình sơn là full đen bóng tĩnh điện, thì giá cả thì mấy bạn cũng biết rồi, full dàn chân mà xe tay ga là bao gồm là click rayo basic hoặc là sh gì đó, full dàn chân là nó sẽ từ 2,5 triệu tới 2,8 triệu tùy cái xe độ đồ nó ít hay nó nhiều ha. Rồi cái kế tiếp là ốc ác là mình xi hết full hết dàn ốc là nó khoảng loanh quanh nó khoảng tầm 1 triệu. Có nhiều anh em kêu là đi mua full dàn ốc, thực tế nói mua full dàn ốc nó mắc gấp 2 gấp 3 lần, mà tùy theo, nếu mà cái dàn ốc trên xe mình nó quá cũ thì mình nên mua, nó quá nói chung là nó bị mất mất thịt hay là răng riết đồ là nó muốn tưa hết đó, thì mình mua mới hết thì ok, chứ còn mà ốc nó còn đẹp thì xi nó sẽ tiết kiệm được kinh phí cho anh em, nó cũng gọi là khá khá, tại vì trong cái kinh phí mà khoảng tầm mà 11 12 triệu quay đầu mà có thay phụ tùng đồ các thứ á, thì thực tế mà nói mà anh em mà cái gì cũng đòi mới hết thì nó khó lắm, nó khó khó cho người thợ lắm à. Rồi cái phần phục á thì cái phục trước là anh chủ xe ảnh đã có đi phục hồi rồi nhưng mà nó vẫn còn nhão,
thì ảnh mới kêu mình là bây giờ đi phục hồi lại hoặc là thay cái phục khác để đi cho nó nhúng ok hơn. Thì cái này mình tháo ra từ cái phần ti, phần ruột nó còn rất đẹp, nó giống như phục mới, nó không có khác gì hết á, nó chỉ bị xì dầu thôi. Nên là mình nói là bây giờ nếu mà muốn nặng hơn thì mình sẽ xét dầu với lại mình xét cái lò xo lại, mình làm cái lò xo lại cho nó nặng hơn, hơn cái phục zin theo ý muốn của anh trai người Pháp. Nên là không cần phải mua cái cặp phục mới. Phục sau thì mình phục hồi lại bình thường thôi. Còn sườn trong, sườn ở trong thì chỗ nào bị xét thì mình sẽ dặm lại. Dây điện, dây đùng thì mình rửa ráy. Rồi yêu cầu của ảnh là nếu mà cái bộ dây điện của nó mà nó mục, mà nó tả quá, nó không ok á, thì đem đi thay bộ dây điện mới luôn. Còn mà nó còn ok á, chỉ có rửa lại ốp vô thôi. Lanh quanh đây con xe nói chung là nó xé ra khoảng tầm 11-12 triệu, nhưng mà được tới thời điểm này mấy bạn nhìn nó cũng không thua gì một con xe mới. Nói chung là chỉ có về cái phần cục máy lâu quá rồi thì mình rửa ra thì chất nhôm nó cũng tới đây hơn em, nó không thể nào mà nó mới giống như là đầu mới được. Từ cái con xe này hồi trước là thực tế mà nói là chủ xe đi cũng không có giữ nữa, đi rồi để phơi nắng dầm mưa đồ, mấy cái đầu nhôm á nó xét mà nó mục luôn, nó xét rồi một cái bình xăng con mà nó rổ luôn là mấy bạn biết rồi. Nên là cái này mà mấy bạn mà muốn đẹp, chỉ có trước khi làm máy, anh em phải rớt cái cục máy xuống đem đi bắn cát. Rớt cục máy xuống đem đi bắn cát, rồi dưỡng quá chất qua, xong rồi mới bắt đầu mà ráp lên xe thì nó mới đẹp được. Chứ còn mà để mà mình rửa bằng tẩy thuốc đồ không, không thể nào mà nó ra được hết mấy cái lỗ nhâm. Ha. Chỉ có tẩy dơ được thôi, chứ còn mấy cái lỗ mà oxy quá rồi hoặc là nó bị nhôm, nó ăn mòn, nó lỗ, mấy bạn không thể nào mà mấy bạn tẩy được. Rồi về phần máy với lại phần nồi là mình không đụng gì hết, chủ xe làm hết rồi. Mình là chỉ có mua phun nhà áo ập vô, rồi ốc ác là mình xi. Rồi phục hồi phục trước sau, thay vỏ, làm chén cổ, chó đèn trước sau là mình thay mới luôn nha anh em. Chó đèn cũ là mình bỏ hết rồi. Nói chung là cái xe này nó mười mấy năm rồi, nên là nó không thể nào mà nó còn đẹp được nữa. Nên là mình thay hết chó đèn trước sau, rồi ABCD là mình làm hết từ A đến Z. Lanh quanh cái con xe này nó té ra khoảng tầm 12 triệu á. Đồng hồ, đồng huyết gì là mình thay mới luôn. Đây, các bạn có thể coi ha. Ốp đồng hồ là thay mới hết. Chỉ có cái cái ổ khóa là nó chưa bị gì nữa, là mình chưa có thay thôi. Mình đang định chạy ra ngoài tiệm decal mình mua một cái miếng dán carbon á, là nó có cái thông số giống như trên ổ khóa nè, dán lên cho đẹp. Chứ bây giờ mà thay luôn cái ổ khóa thì té ra thêm mấy trăm ngàn nữa, thì đâm ra nó hơi bị cùi hủi. Cái đó mình chống chế là mình mua cái miếng carbon mình dán lên thì ok. Tất cả đồ trên xe là hiện tại là nó gần như chuẩn chỉ 80% so với lại một con xe thùng. Nó chỉ khác là khi mà anh em tháo cái dàn áo ra nhìn ở trong cái phần mái á, đầu lòng đồ các thứ á, thì nó bị rỗ. Thì cái đó là anh em phải chịu rồi. Nếu mà từ lúc đầu mà trước khi làm máy mình rớt cục máy xuống mình đem đi mình bắn cát luôn thì nhìn nó sẽ đẹp đẽ ông mặt trời hơn. Rồi mình xăng con mình sẽ thay mới thì nó ổn áp hơn. Nói chung con xe này là cái phục trước là nó nhúng là ok. Về hồi lúc mà xe mình mới đem qua, ảnh mới phục hồi rồi, là có nghĩa là nhúng xuống là bung liền, tăng nhúng xuống bung nó bung liền. Còn bây giờ là nó nhúng xuống nó bung lên nhẹ nhẹ chứ nó không có bung lên liền. Đó. Đợt trước là nhúng xuống cái là nó bung lên păng, nhúng xuống bung lên păng ha. Còn máy móc gì là xe nếu mà lúc mà đem qua chưa tính bị đứt dây công tơ mét thì nó đã được 91.000 cây. Xe nghe thì thầm mùa xuân luôn ha. Mấy bạn nào mà đi mua dàn áo mà của thằng Vio hay là tất cả cái xe gì luôn á, mấy bạn kêu mua full dàn áo bóng nhám thì dàn nhám mấy bạn nên nhớ là nó sẽ không có bô e, nó sẽ không có bao tử, nó sẽ không có cái dè sao nha. Cái đó là các bạn phải tự mua rồi. Mình không biết là hãng hoặc là những cái cửa hàng ở ngoài người ta bán sao mình không hiểu, nhưng mà mấy bạn cứ vô mà kêu order mà mua nhà bóng nhám là nó sẽ có những cái món mà nó không sẽ không có đi trong chung với lại cái catalog. Đó. Thì với số tiền mà tùy theo nữa. Có nhiều người kêu nếu mà bây giờ bỏ ra 12 triệu dọn lại con xe với ông giày, để tao bán con xe rồi đi, tao bù thêm tiền, tao mua con xe khác, giống như Vision đời cũ mua lại hiểu vậy. Chứ còn bây giờ Vision đời mới là bây giờ chỉ có đại gia ngầm người ta mới chơi thôi, thấy không? Chứ còn mà đại gia bình thường là giờ ta đi SH, chứ còn đại gia ngầm là ta đi Vision. Đó. Đây, mấy bạn nào mà chơi bắt gì rẻ thì cứ lô vô đây. Một con xe gần như full new, bao tay, tay thắng là mình mua new luôn.
rồi công tắc đồ các thứ ABCD là mua new hết nè anh em, không thiếu một cái nút nào anh ha. Nó xe có kèn luôn nè, thấy không? Nó xi nhan nè, trái nè, đó xi nhan phải nè, đó. Nếu mà ấy giống như cái con xe này mà dọn zin là mình sẽ mua màu đen, mình về mình dán tem thái cơ rôm. Mấy bạn mà có nhu cầu mà sơn xe hay dọn xe cứ alo cho mình 0903 678 978 gặp Mr. Ken, thầy thuốc có tâm nhất Hyundai các bạn.